Internet nói chung, đặc biệt là mạng xã hội nói riêng, hiện đã nổi lên như một kênh thông tin được đặc biệt quan tâm theo dõi. Tuy nhiên, với đặc trưng tự do đa dạng, thì đây cũng chính là công cụ để kẻ xấu lợi dụng tuyên truyền những thông tin xấu độc, sai sự thật. Vì vậy, trong định hướng phát triển của Học viện Lục quân, bên cạnh đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, mỗi quân nhân ở học viện còn là chiến sĩ tích cực đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch trên không gian mạng. Khi tham gia mạng xã hội, Thượng úy Phan Chiến Thắng luôn chú trọng nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ chiến sĩ đơn vị và nhân dân trên địa bàn đóng quân. Qua đó kịp thời góp ý, không để đồng đội bị lôi kéo, lan truyền thông tin xấu. Học tập, nâng cao trình độ chính trị về mọi mặt, xây dựng cho mình nhận thức đúng đắn, chính trị đúng đắn để xem xét, tiếp cận những thông tin chính thống để tránh những thông tin phiến diện và một chiều. Tích cực đấu tranh phản bác lại các luận điệu sai trái trên không gian mạng. Internet, mạng xã hội, ở đó có kho tàng tri thức không giới hạn. Ở đó có sự kết nối và lan tỏa những thông điệp ý nghĩa, những điều tốt đẹp. Nhưng ở đó cũng có sự mịt mù đan xen giữa cái xấu và cái tốt, giữa sự thật và những lời giả dối. Bởi vậy, việc tăng sức đề kháng trước những tác động tiêu cực trên không gian mạng là điều vô cùng cần thiết. Đội ngũ cán bộ chính trị các cấp của Học viện Lục quân đã cung cấp những tài liệu, thông tin chính thống làm cơ sở để cán bộ chiến sĩ phản bác những quan điểm sai trái trên mạng xã hội, đồng thời giáo dục để nâng cao nhận thức, khả năng phân tích của mỗi quân nhân, phản biện, đấu tranh phải lịch sự, thuyết phục nhẹ nhàng, kiên trì nhưng phải kiên quyết. Tổ chức lực lượng tham gia đấu tranh một cách phù hợp, lấy chất lượng làm chính, có lực lượng chuyên trách, động viên cán bộ, nhân viên tích cực tham gia đấu tranh, đồng thời với đi đôi với lại có những cái chính sách để khuyến khích cán bộ, nhân viên trong đơn vị tham gia đấu tranh trên không gian mạng. Cùng với đó, các cơ quan đơn vị của Học viện Lục quân đã thành lập các trang nhóm Facebook liên kết với các cơ quan truyền thông, các trường cao đẳng đại học trong và ngoài quân đội để chia sẻ thông tin, tích cực đấu tranh phản bác những luận điệu sai trái. Đặc biệt vừa qua, Học viện đã phối hợp với 17 cơ quan đơn vị, gồm Học viện Chính trị khu vực 2, khu vực 4, các đơn vị của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, các tỉnh ủy, thành ủy trên địa bàn quân khu 7 và tỉnh Ninh Thuận ký kết triển khai quy chế phối hợp trong thực hiện nghị quyết 35 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới. Nâng cao cái nhận thức trách nhiệm của toàn thể cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên chiến sĩ trong học viện. Bồi dưỡng rèn luyện, nâng cao cái phẩm chất, cái bản lĩnh chính trị, cái năng lực, cái phương pháp, cái kỹ năng trong đấu tranh phản bác các cái quan điểm sai trái, thực hiện cái phương châm là lấy cái đẹp dẹp cái xấu, dùng cái tích cực để đẩy lùi cái tiêu cực, lan tỏa sâu rộng các cái hình ảnh đẹp, thông tin chính thống trên mạng xã hội để định hướng nhận thức tư tưởng cho cán bộ rồi chiến sĩ trong đơn vị cũng như là nhân dân trên địa bàn. Nhận thức đúng thì hành động tự khắc sẽ đúng. Với bản lĩnh chính trị vững vàng, mỗi quân nhân ở Học viện Lục quân đã và đang nỗ lực để sử dụng mạng xã hội có ích, gắn kết chặt chẽ giữa xây và chống. Xây là cơ bản, chống phải quyết liệt, hiệu quả.